Cách đây 60 năm, vào ngày 5 tháng 8 năm 1964, với chiến dịch Mũi Tên Xuyên, Mỹ đã huy động 64 lần chiếc máy bay tấn công gần như cùng lúc vào các mục tiêu kinh tế và hầu hết các căn cứ, kho tàng, nơi trú đậu của Hải quân ta suốt dọc ven biển từ Cảng Danh, Quảng Bình, Bến Thủy, Nghệ An, Lạch Trường, Thanh Hóa, Hòn Gai, Quảng Ninh, hòng tiêu diệt lực lượng của ta, mở đầu kế hoạch phá hoại quy mô lớn đối với miền Bắc. Các lực lượng hải quân, phòng không không quân và dân quân tự vệ đã hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng đánh trả. Ông Mai Văn Tú, khi ấy đang là phó bí thư nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, Hải Phòng, phụ trách tiểu đoàn dân quân tự vệ của nhà máy, đã cùng các đồng đội tham gia chiến đấu. Mình không phải là lực lượng mà chiến đấu là tập trung, mà mình là lực lượng là thay nhau trực ca trực kíp sản xuất. Nhưng mà đến khi mà được lệnh cái này ra trực chiến, lúc bây giờ thì là mới thành lập những cái đội pháo tầm thấp thôi, như 12, như 7, 14, như 5 cái này súng trường CKC thôi. Cho nên là trên nóc nhà của phân xưởng đấy là phải đưa pháo lên đấy, không những ở trong nhà máy mà đưa ra cả nóc ngân hàng thành phố là trực ở trong đấy. Chúng tôi còn huy động cả cái lực lượng là cơ động khoảng là hơn 200 người, kể cả là trung đội cơ động của bộ binh, kể cả cái trung đội mà giải quyết hậu quả, kể cả trung đội cứu thương đều vào trong nhà máy trực tiếp hết. Nhận được lệnh ấy, thì là hoang mang cũng sợ, nhưng mà khi bắt đầu mà nó vào một cái thì khí thế của anh em, tinh thần nó phấn chấn lên và nó hăng lên. Và lúc bây giờ quên hết, không còn nghĩ gì cả, chỉ có nghĩ là tất cả mọi thứ là chờ lệnh của cấp trên để mà tầm cao tầm thấp rồi hướng nọ hướng kia để mà bắn thôi. Nó là nó đánh bất ngờ, nó cho là mình không chuẩn bị, từ trong cảng rồi ngoài khu đậu tất cả đồng loạt là nổ súng kích. Với tinh thần cảnh giác cao, các lực lượng vũ trang và nhân dân miền Bắc đã giáng trả địch những đòn thích đáng. Trong trận đọ sức đầu tiên với không quân Mỹ, quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 8 máy bay phản lực, bắn bị thương 3 chiếc khác, bắt sống viên phi công Alvarez, tỷ lệ thiệt hại của địch lên tới 12%. Khi mà cái lực lượng của vùng mỏ bắn rơi máy bay đấy và bắt sống phi công đấy, thì nó hoảng, nó chạy và phòng nó bay rất nhanh, bay vòng nó chạy trốn. Chúng tôi phấn khởi nức lòng, mà lúc bây giờ chúng tôi còn được lệnh là tuyên truyền, giáo dục và động viên các lực lượng, đấy, củng cố lại các lực lượng để tiếp tục là trực chiến, để tiếp tục tham gia chiến đấu. Và chúng tôi lấy ý nghĩa của cái ngày 5/8 để giáo dục truyền thống cho anh em lực lượng tự vệ, các cán bộ chiến sĩ. Những câu chuyện về tinh thần dám đánh, quyết đánh và biết cách đánh thắng trong chiến thắng trận đầu của quân dân miền Bắc chống chiến tranh phá hoại bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964 sẽ tiếp tục được kể tại chương trình Giữ Biển Trời Quê Hương, truyền hình trực tiếp vào lúc 20:10 ngày 3 tháng 8 năm 2024 trên VTV1.